Chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Dẹp 88. Hiện nay Shop Dẹp 88 còn một ít hàng mẫu UCC bản đua. Con này đang có gọi là con phân khúc tầm dưới 10 triệu. Với giá niêm yết hiện tại đang có giá là 7 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, với cấu hình thiết kế khung nhôm để tô lây. Hiện tại thì em đang có hai màu, đó là màu xanh xi măng măng và màu vàng chanh. Thì hôm nay em có một xe xi măng em review trước cho các bác, để các bác nào đang quan tâm đến những cái mẫu đua tầm dưới phân khúc dưới 10 triệu có thể là chọn cho mình một chiếc xe đạp ưng ý. Về cấu hình con này thì vẫn sử dụng tay đề nắc bình thường. Đấy, nhưng mà dòng tay đề nắc này là dòng tay đề nắc cơ bản, nó là dòng tay đề nắc bấm xả kiểu khác, bấm xả bên cạnh chứ không phải bấm xả luôn cùng với cái tay đề. Những dòng tay đề cao cấp thì nó sẽ làm cái bấm xả ngay cạnh luôn, mà dòng này sẽ nằm ở trên này. Đấy là tay đề Shimano Tolei và dây cuốn mềm này, da mềm này, ghi đông này. Ghi đông thật sự em thấy con ghi đông này rất là to. Loại nhôm rất là to, tiêu chuẩn của Nhật khác làm cứng cáp, ô tăng cũng thế. Nói chung là những cái đồ này xuất thị trường Nhật thì cực kỳ ổn định, đi không bao giờ sợ nó hỏng vặt. Thiết kế khung thì khung vòm kiểu dáng ngựa phi chuẩn châu Âu này, dáng ngựa phi chuẩn châu Âu này cực kỳ đẹp này. Ngoài ra thì có mã QR này, UCC này, của hãng này, yên là yên UCC da mềm này, bên đan nhựa có rọ, đan nhựa có rọ. Ô tăng ghi đông. Xe có sử dụng hầu như group của Shimano với Meyer Shimano. Níp sử dụng níp Shimano. Níp Shimano, củ đề Shimano Tolei, đùi đĩa sử dụng đùi đĩa nhôm. Gạt đề trước Shimano Tolei này. Vành là sử dụng vành 700 nhân với lại 28C và sử dụng xăm lốp Kenda 700 nhân 28 luôn các bác nhá. Vân là vân trơn. Vân trơn. Đây là mối hàn khung này, hàn nhôm này. Nhiều bác bảo nhìn nó thô nhưng mà thực chất em thấy hàn này cũng rất là đẹp rồi, vì là hàn vây cá mà. Hàn vây cá là sẽ ăn liền với nhau, chứ nếu sử mà hàn thép thì nhìn xấu lắm. Con này đặc biệt là càng nó vẫn là càng nhôm thôi nhá. Càng nhôm không giống như dòng khác là càng thép. Mayer trước thì Shimano này, chạy phanh đĩa. Mẫu xe này hiện tại đang có giá 7 triệu 500 nghìn đồng. Bác nào mà muốn yêu thích cái mẫu xe đạp đua tầm phân khúc dưới 10 triệu có thể alo hotline 0933 522186 hoặc 0936307317 để đặt hàng mẫu xe này. Mẫu xe này hiện tại đang có duy nhất tại xe đạp 88 các bác nhé. Nên bác nào cần mua xe hãy alo hotline bên em. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Chúc các bác an toàn trên mọi con đường. Xin chào các bác.